Hello, chào các bạn đã quay trở lại với Wayshot Channel. Nếu bạn là một người mới tập luyện và chưa biết bắt đầu từ đâu thì đừng lo lắng, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu Tùng Nguyễn, hay còn được gọi là Tuni, quán quân Men Physique Model. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuni. Rất hân hạnh được đồng hành cùng Wayshot trong series tập luyện tại nhà cùng Powerband. Để không mất thời gian thì trong buổi tập ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn top 5 bài tập với cả nhóm cơ ngực hiệu quả nhất cùng với dây Powerband. Và trong buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể thiếu một bộ dây Powerband. Và bộ dây Powerband 4 chiếc này thì mình mua trực tiếp ở wayshop.vn, được nhập khẩu chính hãng. Và đây sẽ là một cơ sở cung cấp thực phẩm bổ sung lâu năm. Và một bộ dây này sẽ có 4 mức độ khác nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy cái bản dây này, nó sẽ từ nhỏ tới to, tương đương là từ nhẹ tới nặng. Thì tương ứng vào các số pound thì mình sẽ ghi ở bên trên màn hình để mọi người có thể tiện theo dõi. Và mọi người có thể thấy đây là logo của hãng Monster. Thì thành phần cấu tạo của chiếc dây kháng lực này là 100% cao su tự nhiên, rất là bền. Hiện tại mình đang sử dụng dây kháng lực này đã khoảng gần 1 năm rồi mà chưa có dấu hiệu bai nhão gì cả. Thế nên mọi người có thể yên tâm sử dụng một cách lâu bền. Để không mất thời gian thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu cùng tập luyện với nó nhé. Nếu vào bài tập đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập chống đẩy. Khi bắt đầu buổi tập thì chúng ta sẽ vẫn còn nhiều sức nên chúng ta sẽ ưu tiên những bài compound là sử dụng đa nhóm cơ. Thì trong bài tập này chúng ta sẽ sử dụng ngực, vai trước và tay sau. Trong bài tập này thì mọi người hãy cố gắng để cho phần dây mini band chúng ta đi xuyên qua cái phần cánh tay sau, và cố gắng là chúng ta sẽ để rộng cái phần dây mini band ra, rộng hơn vai để chúng ta có thể tác động vào ngực nhiều hơn. Đến với bài tập thứ hai, chest press, thì trong bài tập này chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn được trọng lượng của phần cơ thể mà chỉ dùng lực để kháng lại cái dây kháng lực này thôi. Thế nên nó khá là nhẹ. Thế trong bài tập này mọi người sẽ làm count to rep lên cho mình nhé. Okay. Thì ở trong bài tập này phần khuỷu tay của chúng ta sẽ giống bài tập push up, là vẫn sẽ nghiêng góc 45 độ so với cả thân người để chúng ta có thể kích hoạt cơ ngực tối ưu hơn. Lên sẽ là thở, xuống sẽ là hít. Khi đi xuống thì chúng ta sẽ cố gắng làm mở rộng cánh tay ra để cho cơ ngực giãn ra hoàn toàn, và đi lên thì sẽ đấm lại vào trước ngực và co lại vào bên trong, xuống hít, lên thở. Đến với bài tập thứ ba, đó chính là chest fly. Thì trong bài tập này chúng ta sẽ kéo giãn cái phần cơ ngực trên của chúng ta ra. Phần cơ ngực trên là một phần nhóm cơ mọi người khá là yếu và gần như không tập trung đến nó nhiều. Thì đây sẽ là cách setup của bài tập thứ ba. Mọi người sẽ để khác vị trí của hai bài tập đầu tiên, là mọi người sẽ lồng cái dây kháng lực này xuống dưới phần thân dưới. Và chúng ta sẽ ngồi xuống để kẹp chặt phần dây lại. Okay. Hướng di chuyển của bài tập này là chúng ta sẽ kéo lên trên phần ngực, thở, xuống là hít. Và hai phần tay mọi người sao cho khi đi lên ép sát vào thân người, thở ra, xuống là hít, lên thở, xuống hít. Ở điểm trên cùng thì mọi người có thể giữ lại một giây ở điểm thế này để có thể cảm nhận được cơ ngực một cách tối đa nhất. Bài này thì mọi người lưu ý hay chọn dây kháng lực ở mức độ nhẹ và tập cảm nhận cho mình.
Đến vào bài tập thứ tư thì chúng ta sẽ đến bài incline chest press. Thì trong bài tập này nó sẽ khác bài tập thứ hai, thì sẽ tác động nhiều hơn vào phần ngực trên và phần vai trước của chúng ta. Thì ở trong tư thế này thì mọi người có thể đứng hoặc ngồi, nhưng đứng thì sẽ tối ưu hơn. Mọi người hãy cố gắng là đẩy người của mình ra đằng sau, ướn ngực lên như này và đưa sợi dây mini band sao cho đẩy quá phần đầu của mình một chút. Thở xuống sẽ là hít, lên sẽ là thở ra. Đến với bài tập cuối cùng thì chúng ta sẽ tác động phần nhóm cơ ngực trong, phần cơ mà gần như là ai cũng sẽ bị thiếu. Mọi người hãy cố gắng set up sao cho hai phần cánh tay của mình song song với hai phần chân. Khi đi lên chúng ta sẽ ép sát hai phần tay này vào và cố định giữ phần tay của chúng ta không được di chuyển lên di chuyển xuống và giữ im ở một chỗ cố định, và chúng ta sẽ đẩy ra phía trước. Khi mà đi xuống chúng ta hãy cố gắng là đưa phần cùi chỏ về hướng thân người, đẩy lên thở, xuống hít, lên thở ra, xuống hít, lên thở. Cố gắng cảm nhận phần cơ ngực trong một cách tối ưu nhất, hãy làm chậm và kiểm soát. Đối với ai cảm thấy nhẹ thì có thể chuyển sang dây power band nặng hơn. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì cần chúng mình giải đáp thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận này nhé. Và để theo dõi thêm nhiều thông tin bổ ích về dinh dưỡng cũng như là tập luyện thì đừng quên subscribe Weight Shop để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.